Người ta có lấy tiền không? Dạ không. Không lấy tiền luôn hả? Dạ. À, những cái vật dụng là nước mắm đồ em để trên đó đó ha. Dạ. Hoặc tắm rửa thì như thế nào? Dạ, tắm như là đi ra ngoài đó tắm xong rồi ảnh đi vô thay đồ. Em cũng vậy. Thay đồ ở đâu? Thay đồ ở đây. Chỗ này đây hả? Dạ. Kéo lại thay đồ. Dạ. À, tắm ở dưới sông hay sao? Tắm dạ. Có cái chỗ nước á, rồi ảnh đi tắm rồi đi vô thay đồ. À, dạ. Có một cái cây nước từng đó kìa. Dạ. Cây nước đó là sao mà mình truyền được? Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Ngày hôm nay trên cái đoạn đường đi về đây đó thì Bùi Hồ nghe thông tin được rằng có một cái hoàn cảnh của một đôi vợ chồng trẻ chọn một cái cuộc sống dưới gầm cầu, cho rằng là sau khi đôi vợ chồng này làm ăn ở Đồng Nai, thất nghiệp, bị công ty, một phần công ty giải thể, thì hai vợ chồng này không còn tiền về quê để mướn một căn nhà trọ sinh sống, thì phương án tốt nhất là dọn xuống gầm cầu sống. Và thật hư cái câu chuyện đó như thế nào thì bây giờ Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng đồng hành với Bùi Hồ lại đây tìm hiểu về hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ này ha. Đây này cô bác quý anh chị, đây là một cái gầm cầu. Đây, qua đây đi em, hai chồng qua đây đi. Ủa chân em bị gì ạ? Ôi trời ơi, em bị tai nạn gì mà em bị tai nạn giao thông? Giao thông hả? Dạ. Em bị tai nạn ở đâu? Dạ em ở Bình Dương. À ô khổ ha. Em tên gì ta? Dạ em tên Thành. Cho anh đeo cái mic này với nha Thành. Dạ dạ. Thành là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 27 ạ. Qua đây đi, hai vợ chồng tắt nhạc giùm anh với. Rồi vô trong đi ha. Rồi anh chào hai vợ chồng ha. Dạ. Em là tên Thành. Dạ. Còn em là tên gì? Em tên Nhung. Nhung hả? Dạ. À Nhung. Thành với Nhung là có một bé ha. Dạ. Bé bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. 2 tuổi. 2 tuổi. Ôi Thành lên đây, để chân lên đây không được hả? Dạ em đỡ lên thì phải dựa chứ, em mới đỡ lên này. Ồ, khổ dữ vậy. Dạ. Hai vợ chồng ngồi gần lại đi cho ấm cúng tí xíu. Trời. Thành là năm nay là bao nhiêu tuổi Thành? Dạ em 27 tuổi ạ. 27 tuổi. Dạ. Còn Nhung? Em 18. 18 tuổi. Bé là tên gì? Bé tên Trà My. Trà My, dễ thương quá luôn kìa. À Trà My là bao nhiêu tuổi? Dạ. Yeah. 2 tuổi. 2 tuổi hả? Là hai vợ chồng là gặp nhau lâu chưa? Cũng lâu rồi. Lâu rồi hả? Thì hai vợ chồng trước đây làm ở Đồng Nai hay sao? Dạ hồi trước làm Đồng Nai. Ừ. Làm nghề gì? Vợ em bán vé số, còn vợ em thì đi làm công ty. À. Rồi sanh bé ra rồi nghỉ làm rồi tới giờ em đi bán rồi nuôi bé. Về đây sống lâu chưa Thành? Dạ em về đây là cũng 4 tháng mấy rồi. 4 tháng mấy rồi? Dạ. Là mình bị tai nạn rồi mình về luôn hay sao? Dạ không, tại hồi trước em làm công ty á. Ừ. Rồi em thấy không khả năng rồi tiền chi tiêu á. Ừ. Rồi em không có nhập viện, rồi em mới thấy cô bác này kia ở trong nhà thương á, thì cũng cho tiền hỗ trợ ăn mướn xe đang về quê. Rồi em về quê thì em ở trong từ thiện trong ngoài Thanh Bình á. Rồi người ta nói với em là không có nhà cửa này kia, thôi cho ở đậu. Rồi một thời gian rồi em mới gặp vợ em đi bán vé số, rồi hai chồng quen, rồi sau này mới lên Đồng Nai làm một thời gian. Rồi đi chở em bán. Ừ. Là em trước đây là không có nhà trọ, không có, là có nghĩa là em không có nhà trọ gì luôn hả? Dạ không. Ba em có mấy anh em? Dạ em 2 anh em. Ừ. Em thứ mấy trong nhà?
Dạ em thứ Út. Thứ Út, còn anh của em? Dạ thứ hai. Thứ hai dạ. Anh em là làm cái công việc gì? Anh em thì anh đi nghe nói là đi làm công ty trên Đồng Nai á. Ừ. Là em cũng không biết. Rồi có nói chuyện với anh thời gian thì em có không hợp với ảnh, rồi anh em cũng không có nói chuyện qua lại. Em nằm gì nó thấy nó khó lắm không? Có thì để cái chân xuống đi. Dạ khó, tại vì em giữa. À, để cái chân xuống đi, để tao không hỏi. À, lúc đó tai nạn thì như thế nào hả Thành ha? Tai nạn. Hồi đó em bị tai nạn là em ở Bình Dương. Ừ. Là người ta đung em là ở sau đung tới. Ừ. À, em bất tỉnh là em bị đung. Đôn cuộc sống luôn. Dạ, nó chắc quá gì. Lúc đó là bao nhiêu tuổi? Dạ, em 17 tuổi. 17 tuổi, năm nay là 27 rồi. Dạ. Lúc đó em lên đó, sau bị tai nạn thì em cũng sống ở nhà tình thương, nhà từ thiện một thời gian. Dạ. Sau đó em mới lên Sài Gòn, em lên Đồng Nai bán vé số. Dạ. Rồi em mới gặp được vợ em làm công ty. Dạ, em gặp vợ ở dưới quê này. À. Hai chồng mới lên trển đi làm. Ừ. Vì sao mình không ở trên Đồng Nai nữa ta? Tại vì em thấy cảnh là phức tạp này kia rồi em không có lên cảnh nữa. Ừ. Và đây là vẫn bán vé số luôn hả? Dạ. Ngày em bán được bao nhiêu tờ? Em bán ngày có 100 rồi. 100 tờ thôi. Dạ. Còn vợ? Vợ em thì ở nhà giữ con. Không làm gì hết hơn. Dạ. Thu nhập 100 ngàn thì có đủ sống cho gia đình của mình không? Dạ không, thì đủ ngày nãy, ăn ngày nãy. Như nếu mà nhín nhút ra thì em mới khả năng mua sữa cho bé. Còn nếu mà không nhín ra được thì mua đồ ăn với hai vợ chồng không được mua sữa cho bé. Vậy hả? Thì ba mẹ em sao? Thì ba mẹ em thì mới lập gia đình đây rồi ở trên Tân Hạnh. Ở trạm y tế xã thì ở đậu đất nhà của bà dì. Rồi em đâu có về trạm ở dưới trạm. Ba mẹ thì cũng ở đất đậu. Dạ. Em thì phải ở gầm cầu. Dạ, em ở gầm cầu gần chung với bà dì bên dạ. Điện này là em chuyền ké ta hay sao? Dạ, em chuyền ké trên nhà trên đó. Rồi không có tiền mướn trọ luôn. Tại vì em chuyển đồ trên Đồng Nai về rồi em hết tiền mướn nhà trọ. Lúc đó sau khi đi về thì em còn được bao nhiêu tiền từ Đồng Nai á? Từ Đồng Nai em về em cầm có 1 triệu trong mình, 1,5 triệu. Ừ. Rồi về chi tiêu này kia với sử dụng các ngoài em chưa có đi buôn bán á. Ừ. Thì em dựng cái này lên với này kia rồi cô bác rồi cho cái này kia rồi dựng cái này lên. Ừ. Rồi em mới ở rồi mới lấy tiền đó là chi tiêu. Ừ. Cuộc sống này. Rồi tiền sữa con mình thì cũng chi tiêu thì cũng không đủ đâu. Anh muốn biết là cái tai nạn của em ngày xưa là xe gì tông em? Dạ em nhớ là cái chiếc xe tông ở đâu của container hả? Dạ. Rồi họ có đền tiền gì cho em không? Dạ không, đợt đó là em đi làm ở trên đường về là ngay chỗ khúc đó nó vắng què. À. Là có không có camera đường này kia là đâu bắt được đó. Ừ. Nên ta tông người ta chạy luôn. Dạ. Nhung là gặp Thành là lúc em 16 tuổi hả? Nhà em có mấy chị em? Nhà em thì đâu có ai đâu. Hai anh em cũng bỏ luôn, đâu có quan tâm tới. Lúc đó em gặp anh Thành là chồng của em. Thì lúc đó Thành thì bị tai nạn rồi. Thì lao động thì rất là vất vả. Em là năm nay 18 tuổi, là một người con gái mới lớn á. Thì vì sao em lại chọn Thành làm chồng? Dạ, tại vì em có duyên, hai đứa có duyên, em sống ảnh. À, có duyên hả? Rồi có đám cưới gì không? Dạ không. Là chỉ sao gáp với nhau ở thôi. Dạ. Ba mẹ có chấp nhận không? Ba mẹ em thì mất hết rồi, có bệnh gì rồi. Ba mẹ em mất hết rồi hả? Vì là em một con ba mẹ, anh em thì không có luôn. Rồi sau này mới gặp. Vì sao mà em lên Đồng Nai em làm
em chở mình làm chung với bà dì á, sống như làm mới chở. Bây giờ thì sống với chồng của mình nè, vừa bị tật nguyền nè, vừa phải sống ở dưới gầm cầu nè, thì có bao giờ em thấy buồn chán gì không? Tại vì em là gái mới lớn nữa. Thì em hai chồng em cũng tuổi thân hả? Lúc nào mà em cảm thấy mình tuổi thân nhất? Thì chồng em cũng tuổi thân, em cũng tuổi thân. Thì những lúc mà con của mình á, nó khóc rồi nó không có sữa thì lúc đó em làm như thế nào? Không? Em cũng phải đi mượn tiền người này kia mua sữa tả rồi cho con em. Hiện nay là mình có mượn không? Không. À, có thiếu nợ ai không? Không thiếu nợ ai hả? Mỗi một ngày chi phí sinh hoạt cho gia đình ba người của mình là bao nhiêu tiền? Là, chi phí là một ngày là hai chồng em bán có 100 là chi phí là mua tả sữa cho con là hết. Hết luôn? Dạ. Lỡ lúc mà con mà bệnh hoạn thì sao? Bệnh hoạn thì cấp đó là em cho em chạy dây hay là cái gì đó là em lo cho con mình chứ em không có bỏ con mình. Có lúc nào mà mình đã gặp cái trường hợp đó chưa? Dạ ừ. Chưa. 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 À, cũng may là trời xanh trời dưỡng ha. Dạ. À, cũng cầu mong là cho bé nó luôn khỏe mạnh. Em có nghĩ rằng cái số phận của mình nó lại bất hạnh quá không? Không hả? Ngày xưa em với lại Thành á, thì em là làm công ty nè, Thành bán vé số, thì cái duyên làm sao mà em gặp Thành? Hồi đó là hai chồng, hồi đó em cũng bán số ở đây, ảnh cũng bán ngày có 50 vé, ảnh ở trong tà thiện á. Rồi em mới đi bán, rồi em mới quen ảnh, dắt ảnh đi lên Đồng Nai cho ảnh sống chung luôn, rồi về đây sống chung với em tới giờ. Rồi em có bầu được 3 tháng mấy, rồi giờ nghỉ làm luôn. Nghĩ là thấy chồng của mình mà đi đứng không vững đó, rồi phải mưu sinh bán vé số nuôi mình với lại nuôi con, thì lúc đó em suy nghĩ như thế nào? Em suy nghĩ em tuổi thân rồi, thấy ảnh vậy em cũng tội ảnh. Đúng tội ha. Có bao giờ lo cho chồng mình dữ không? Tại vì đi đứng đâu vững đâu. Thành em bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ em bán thì đầu giờ sáng, em bán tới 1-2 giờ chiều. Có ăn uống gì không? Có khi ăn rồi có khi không ăn. Không ăn luôn hả? Là bán 100 tờ là lời được nhiêu? Lời được 100 ngàn. 100 ngàn là để y che, y không ăn luôn. Ngày nay không bán là lý do là... Tại vì không có số, rồi thiếu số, rồi thầu số cho nghỉ. Rồi như vậy thì làm sao mình xoay sở trong ngày hôm nay? Xe chở thì như là cô dì đồ này kia có cho cá mắm thì mình làm ăn. Rồi mình đỡ làm ăn đó, sống qua cái ngày đó rồi mình bán lại rồi mình có tiền. Tiền sữa của con mình làm ngày bao nhiêu? Dạ tiền sữa thì... Sữa với tả không? Ngày thì cho nó tiêu chuẩn là 1 ngày 50 ngàn. Sữa với tả. Ở đây thì việc sinh hoạt tắm rửa thì như thế nào? Dạ, như là đi ra ngoài đó tắm xong rồi ảnh đi vô thay đồ. Em cũng vậy. Thay đồ ở đâu? Thay đồ ở đây. Chỗ này đây hả? Dạ. Kéo lại thay đồ. Dạ. Tắm ở dưới sông hay sao? Tắm dạ. Có cái chỗ nước á, rồi ảnh đi tắm rồi đi vô thay đồ. À. Dạ. Có một cái cây nước từng đó kìa. Dạ. Cây nước đó là sao mà mình truyền được? Cây dạ, nước đó xài chèn của người ta chèn. Chèn ké, tháng nhiêu? Như là người ta cho chứ đâu có lấy tiền. Ta cho ha. Dạ, cho ké. Tính ra thì số phận hai em đều xuất phát từ gia đình cũng rất là khó khăn. Em thì không có mẹ ba, mất sớm, không có anh chị dòng họ gì hết. Dạ. Chỉ có dì thôi. Dạ. Thành thì cũng có hai anh em thôi, ba mẹ thì ở đậu nên phải chọn sống ở dưới này. Dạ. Nếu như em có ước muốn á, thì em sẽ ước muốn điều gì? Dạ thì hai chồng em thì có ước muốn là có miếng đất nhỏ nhỏ để xây cái nhà lên, hai chồng đi buôn bán lo cho con cái. Em có thể dở cái chân lên cho anh coi được không? Chân thì em thì hai gà gì?
phải nghiêng. À có nghĩa là bị đôn cột sống cái chân, nó không có bị gì hết đúng không? Chỉ đôn cái cột sống thôi nên đi không được thôi. Dạ nó bị tràn qua chứ. Nó bị rút gân. Lúc đó em khám bệnh là hết bao nhiêu tiền? Thì đợt đó thì em có khám thì nó không có tiền em. Như là gia đình này kia không có ngó ngàng tới em, rồi với cái thứ hai là giấy tờ cho mình thì tùy thân cũng không có. Rồi sau này em mới làm một thời gian trên Đồng Nai với vợ con này kia. Rồi em mới sau này em mới rút về, rồi em mới làm được giấy căn cước với giấy bảo hiểm. Người ta sống nhau cho tiền cho em để em mua cái bảo hiểm. Đặng em mua bảo hiểm đó, em đi uống thuốc nhất nào này kia uống hàng ngày. Đặng em đi bán nuôi con. Hiện nay thì em đã có bảo hiểm rồi. Lãnh thuốc mỗi ngày là bao nhiêu, mỗi tháng là bao nhiêu tiền lãnh sao? Cái này mình có bảo hiểm không có lấy tiền lãnh ở ngoài mình. Em đi bán là em đi bộ hả Thành? Dạ em đi xe lăn. Xe đạp điện. Xe lăn. Xe đạp điện là người ta cho mình hay sao? Dạ xe đó thì bà cô bên mẹ với bà mẹ hùng tiền nhau cho em chứ. Cái chân em vậy thì có tự thay đồ, tự vệ sinh cá nhân được không? Dạ được, bình thường. Bình thường hả? Dạ. Mà có cái thì em cũng không có ngồi co như bình thường như người ta. Nó cứ thẳng nghe trò như mình đi bán thì cũng bây giờ cũng đỡ chạy gì, đỡ cũng nghe trò gì. Đi bán là không có hao tiền gì hết á, không ăn uống luôn hả? Dạ, tại vì từ hồi đó em cũng sống trên mình như Đồng Nai cũng vậy. Em đi bán là em không có đem nước uống, không có ăn uống gì bên ngoài. Chỉ là bán hết số là về với vợ con, hết số là về với vợ con. Rồi mình có lo rằng là sau này con mình lớn lên tiền đâu đi học không? Không có. Em cũng kiếm, ảnh cũng đi bán kiếm tiền. Lo sau này lớn con rồi học hành. Với cậu như cho rồi em mới bán dành dụm lại để số tiền đó sau này để con em có lớn có tạo cho điều kiện cho nó đi học đi tới nơi tới chỗ. Em là 27 tuổi thôi. Dạ. Rất là khổ. Hôm nay mình ăn cơm với gì ta? Dạ em ăn cơm với thịt kho. Thịt kho hả? Dạ. À đây là cái nồi cơm điện của em. Dạ. Điện em truyền. Người ta có lấy tiền không? Không lấy tiền luôn hả? Dạ. À, những cái vật dụng là nước mắm đồ em để trên đó đó ha. Dạ. Mưa nó cũng giọt xuống ướt vậy hết. À mưa ở trên cái ở cầu nó chảy xuống ha. Dạ. Đây là ở cũng gọn gàng quá nè. Sống chén nè. Đây là thịt kho của mình đó hả? Dạ. Thịt gì đó? Dạ thịt kho. Thịt heo hả? Dạ. Ừ. Mình nấu mình ăn sáng chiều luôn hay sao? Dạ đúng rồi. Ăn sáng chiều luôn. Và ở đây là rửa chén thì có rửa ngoài kia rồi. Dạ. Mỗi một thịt đó là em mua bao nhiêu tiền? Dạ thịt đó là em mua cả 40. Hôm nay là còn sữa cho bé không? Dạ còn được mấy bịch, 4 bịch, 5 bịch. Đâu? Dạ treo. Treo còn. À, uống sữa bịch á hả? Dạ. Chứ không có uống sữa lon hả? Dạ. À, trời ơi. Ở đó thì em thay đồ ngay chỗ đó thì thay đồ kéo màn lại. Có màn không? Dạ, em có cái màn. Đâu? Cái màn kéo ngay xuống. Cái màn này đây hả? Dạ. Kéo ngang qua đây luôn. Kéo ngang. Đóng cửa thay đồ. À. Rồi cái này là ai làm cái lan can này đây? À, bà cô mới làm dùm cho nó đừng cho con bé đừng có té tại nó té hay té nữa. À bà cô bà làm dùm. Cái này cũng không có cái bền chắc lắm. Cái giường này là hồi người ta cho luôn hay sao? Dạ. Bà cô quá cho luôn. Người ta cho luôn hả? Dạ. Ôi trời ơi. Vậy là tài sản mà sống ở dưới đây là chỉ có một cái chiếc giường này thôi. Dạ. Mùng mền là người ta cho hết luôn. Dạ.
cái gì ở dưới đồ đạc ở đây là phải sống nhau, sống gì cho ngồi gạo. Gạo thì lâu lâu thì cho đem vô 5 tiếng, 10 ký về làm hoài. Cái này là người ta cho luôn hay sao? Dạ, cái này thì của bà dì nó đang đem lại. Cho em nguyên bếp ga luôn. Dạ. Anh muốn biết là gầm cầu ở đây thì xe chạy nó rất là ồn. Thì dạ. Bé tối ngủ có giật mình gì không? Dạ không. Không hả? Dạ. Ừ, có bao giờ mình mơ được rằng mình sẽ được lên trọ mình sống không? Dạ có, mà tại vì không có tiền lên đó thì chi phí thì hàng tháng thì chi tiêu không đủ. Ừ. Còn mình ở thì ở dưới đây thì có anh YouTube này kia thì giúp đỡ em này kia, có từ cái miếng đất này rồi anh trên xây được cái nhà, các cái nhà đó là hai chồng em đi bán là dĩ là muốn là nguyện của em. Ừ, dễ thương lắm luôn kìa. Nhìn giống ba mẹ đẹp trai đẹp gái quá. Muốn lên trọ thì không có tiền. Nếu như người ta hỗ trợ trọ cho em, trước mắt là hỗ trợ trọ cho em thì để cho em lên trọ em chịu không? Trọ thì em cũng muốn lên, mà con cái thì chuyển đồ đi tới lui thì nó mệt. Tiền trọ thì không có. Mướn xe thì trở lên thì nó mệt. Người ta lo hết cái khoản đó. Nếu mà em lên trển thì như là ở không có được bền không? Vì sao? Tại vì em ở thì như là không có thích hợp, như là nhà trọ mà không có, ví dụ như là không có nhà cửa như mình sống không có thoải mái. Như là mình đến đó thì mình sống thì mình mất suy nghĩ chuyện này tới chuyện kia, biết thì em cũng giấu. Em không lẽ cuộc đời mình cứ sống ở dưới gầm cầu hoài sao? Thì em cũng sống đây thì cũng nhờ mấy anh đồ này kia cũng giúp đỡ cho em cái phần đó, thì em cảm ơn này kia. Nếu như mà không đủ tiền để mà quyên góp với nhau, dạ, để mà giúp cho em một cái căn trọ, căn nhà giống như mà em mơ ước, thì không lẽ mình sẽ chọn cuộc sống dưới gầm cầu này hoài luôn? Em cũng không biết nói cái này, em cũng khó nói. Là sao khó nói, nói nghe. Như là em lên trển thì em sống nó không được thoải mái. Có thử lên sống trọ lần nào chưa? Tại em sống một thời gian ở trển rồi mà em thấy không thoải mái. Như là nó phức tạp, như là mấy người kia nó nhậu ăn nhậu kia nó ồn ào, mình khó chịu ngủ. Đi bán về mệt mỏi mà ăn nhậu thấy mệt mỏi chứ. Bởi vì em gặp nhà trọ thì em cũng ở ngon giống hơn cái chuyện phần đó. Đi như là đi bán về cái hôm qua nó đập cửa nó phá quậy rồi hoài. Anh chịu bất cứ, anh chịu không nổi. Và anh kiếm chuyện. Cùng chồng mình sống ở dưới gầm cầu này, có bao giờ mình mắc cỡ không? Nhung. Tại giờ cái hai vợ chồng em số chuyện phải chịu thôi chứ. Hai chồng hoàn cảnh khổ thì giờ em cũng phải chịu thôi chứ. Ngoài mơ ước ra có căn nhà thì em có còn mơ ước gì nữa không? Không hả? Chị mới có 18 tuổi thôi, vừa lớn là lập gia đình luôn. Ngày hôm nay á thì anh cũng được biết cái hoàn cảnh của vợ chồng mình. Nói chung là rất là khó khăn. Trong khi Thành thì bị một cái tai nạn, em thì lại phải giữ em bé nữa, nên không có tiền trang trải thậm chí là cái căn phòng trọ luôn. Thì anh sẽ chia sẻ clip này lên cho cô bác quý anh chị biết, để có thể mọi người cùng chung tay với nhau
để hỗ trợ cho em với lại Thành vượt qua những cái lúc khó khăn như thế này. Anh hôm nay đến đây thay mặt cho cô My ở Mỹ á, sẽ gửi cho gia đình em 1 triệu với lại một cái chai dầu ha, để có thể làm vốn để mua sữa cho bé uống ha. Đây anh gửi cho em. Đây là cô My, phần quà của cô My ở Mỹ. Em cũng cảm ơn cô ở Mỹ cho em 1 triệu đồng này đồng mua sữa cho con cái. Em thành cảm ơn. Rồi hôm nay là còn được nhiêu vốn? Dạ, em thì còn đủ vốn, em lấy cái số là 1.100 tệ. Hiện nay hai vợ chồng hỏi thiệt nè, hiện nay hai vợ chồng là còn bao nhiêu tiền? Dạ, trong mình thì hai chồng còn có 1 triệu mấy, gần 2 triệu. Gần 2 triệu? Dạ. Bán ngày nào là chi tiêu hết ngày đó à. Rồi thôi thì hai vợ chồng cố gắng giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Hôm nào anh sẽ quay lại ghé thăm. Dạ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý chị đã xem video clip đến thời điểm này. Dạ. Xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh quân cũng như là chân thành cảm ơn cô My đã đồng hành với Bùi Hồ trong ngày hôm nay cũng như là trong đoạn clip này. Còn xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ạ.